Luật giật mình. Trước hết, tại sao bà chủ lại bảo chắc nó không nhớ mày đâu? Người con gái này là ai nhỉ? Lúc nãy ở ngoài phòng hơi tối và chàng chưa kịp nhìn rõ được mặt nàng thì nàng đã quay đi. Nhất định nàng phải biết mình nên mới bỏ đi và khóc hu hu lên như thế. Luật đoán đây có thể là một em nữ sinh trường trung học mà bọn phi công chàng hay tán tỉnh khi biệt phái ở đây. Nếu thế thì tội thật. Luật tự hỏi, nếu em đã khóc như thế thì mình có nên ngủ với cô ta không nhỉ? Chàng vừa nghĩ tới đó thì cánh cửa phòng xịt mở. Bà chủ đẩy cô con gái vào phòng. Quả thật, Luật nhìn thấy khuôn mặt ấy hơi quen quen nhưng không nhớ ra. Em điếm trẻ tuổi cúi mặt không dám nhìn chàng, mặt mày đau khổ và buồn não ruột. Luật thấy thế thì động lòng, bảo nhỏ, thôi, nếu cô không muốn thì để tôi chọn cô khác vậy. Trước cặp mắt ngạc nhiên của Luật, em điếm trẻ bẽn lẽn ngồi xuống giường và nói, thôi đi ăn Luật, ăn làm thế bà đuổi em chết. Nghe người con gái gọi đúng tên mình thì Luật giật mình lên như người giẫm phải lửa. Chàng ngồi bật dậy, chụp lấy tấm ra giường phủ lên người mình. Cô, tại sao cô biết được tên tôi? Em điếm trẻ quay mặt nhìn chàng, nụ cười héo hắt. Anh Luật không nhớ em sao? Em là Hạnh đây. Hạnh, cái tên làm Luật phải suy nghĩ. Cái tên nghe thật là quen, nhưng tạm thời chàng chưa nghĩ ra. Luật vào hạng đẹp trai nên đi biệt phái các tỉnh nhỏ thường quen nhiều con gái. Nhưng chàng nhớ lại và quả quyết khuôn mặt này không phải là một trong những khuôn mặt mà chàng đã từng gian díu, và càng không phải hơn ở cái thành phố Bảo Lộc này. Người con gái dường như nhận biết sự khó khăn của Luật, nàng bảo, em không ở đây, em ở Ban Mê Thuột. Ban Mê Thuột? Phải, em là bồ của anh Linh phi đoàn anh đó. Tụi mình có gặp nhau mấy lần hồi mấy anh biệt phái Ban Mê Thuột, nhưng chắc anh quên em rồi. Luật nhớ ra ngay và ôm mặt nấc lên một tiếng thẫn thờ. Tôi nhớ ra rồi. Chị, làm sao mà chị ra nông nỗi này? Người con gái cúi mặt lắc đầu, hai dòng lệ chảy xuống má nàng. Nàng nghẹn ngào. Cũng tại em cả, tại em nhẹ dạ nghe lời anh Linh. Luật nghiến răng, lấy tấm ra trùm lên người mình, rồi đứng dậy bảo. Chị làm ơn xoay đầu cho tôi mặc quần áo vào. Không, anh làm thế tôi bị đuổi. Không ai dám đuổi chị hết. Tôi sẽ trả tiền đàng hoàng cho bà chủ. Mình còn có rất nhiều chuyện để nói với nhau. Hạnh xoay người, Luật mò xuống giường, buông tấm ra giường và chụp chiếc áo bay chồng vào người. Nhưng mặc xong, Luật lại sực nhớ mình hấp tấp quá nên quên mặc quần slip bên trong, đành phải cởi ra một lần nữa, mặc vào và lại mặc áo bay vào. Làm những động tác này, đầu chàng chợt nhớ lại khúc phim dĩ vãng, lần chàng đã gặp gỡ Hạnh. Đó là lần chàng đi biệt phái chung với Linh Gà ở biệt đội Ban Mê Thuột cách đây hơn một năm. Hồi đó, Hạnh còn là một nữ sinh trong trắng của trường nữ trung học Ban Mê Thuột. Lúc ấy, dù Linh Gà đã một vợ mấy con ở nhà, nhưng vẫn tháo nhẫn ra và tán tỉnh Hạnh. Chuyện này xảy ra rất thường đối với các phi công. Một chiều, đang mặc quần đùi ở trần, nằm đọc sách trong căn phòng ở biệt đội, Luật chợt giật mình khi nhìn thấy Linh Gà chở Hạnh vào phòng. Căn phòng ở biệt đội Ban Mê Thuột nhỏ tí tẹo, lại kê hai cái giường, nên Luật phải lịch sự ngồi dậy, ngồi nói chuyện với Hạnh. Một lúc sau, vì Linh Gà muốn làm thịt người em gái hậu phương, nên làm dấu cho Luật cút xéo để hắn tự do. Đây cũng là một chuyện bình thường nữa. Luật hiểu ý, thay đồ xuống nhà lấy xe đi. Chàng hơi giận Linh Gà một chút, vì thường thường khi vớ được một em nữ sinh trong trắng và trẻ đẹp như vậy
thì người ta đưa vào một khách sạn sang trọng nhất của thành phố để làm việc này. Nhưng Linh Gà vốn keo kiệt nên phải đưa em vào phòng biệt đội, vừa làm phiền anh em, vừa hạ giá cái trò chơi kỷ niệm ngàn đời này. Mấy hôm sau đó nữa, Linh Gà chở Hạnh vào biệt đội thêm mấy lần nữa, và lần nào chàng cũng biết ý tìm cách ra đi. Khi hết chuyến biệt phái trở về, Luật cũng tưởng mọi chuyện rồi sẽ qua đi. Từ ngày đó, chàng không còn trở lại biệt đội Ban Mê Thuật nữa và cũng quên bẵng nàng đi, và không biết chuyện gì đã xảy ra giữa Linh Gà và Hạnh. Càng đã quên chuyện ấy đi như hàng bao chuyện tình đáng quên khác ở rải rác các biệt đội khắp nơi. Chẳng ngờ hôm nay lại đụng độ nhau ở cái động mắc tiền này ở thành phố Bảo Lộc. Chàng mồi điếu thuốc nói với Hạnh: "Tụi mình cứ ngồi trong này nói chuyện, lát nữa tôi sẽ trả tiền cho bà chủ đàng hoàng, chị đừng lo." "Cảm ơn anh. Tôi không muốn khai thác dĩ vãng đau buồn của chị, nhưng nếu chị không ngại, chị kể cho tôi biết sơ qua làm thế nào mà một người nữ sinh trung học hiền và đẹp như chị lại bị lạc vào đây không? Nhưng nếu chị muốn thì kể, còn không thì thôi, tôi không ép. Mình ngồi nói chuyện khác cũng được." Hạnh chép miệng, cười nhạt: "Không, tôi muốn kể cho anh nghe. Tôi thấy anh là một người tử tế. Không phải không quân, ai cũng như anh Linh hết. Chị đừng khen làm tôi mắc cỡ. Nhưng tất cả đều tại tôi mà ra cả anh Luật ạ. Tôi chẳng dám trách ai cả, tại tôi cả." "Tại thế nào?" "Chắc anh nhớ hôm anh Linh đưa tôi vào biệt đội lúc anh đang nằm đọc sách chứ gì?" "Phải, làm sao tôi quên được. Tôi đang mặc quần đùi và ở trần. Thấy chị vào, tôi bối rối quá. Đứng dậy thì ngượng, mà cứ nằm thì bất lịch sự quá, coi không được." Hạnh cười nhẹ. Nét dịu dàng duyên dáng của một người nữ sinh vẫn còn phảng phất trong nụ cười của nàng. "Đó là lần đầu tiên tôi biết mùi đàn ông." Nàng chớp mắt thật mau, như muốn xua đuổi một kỷ niệm đau đớn. "Những ngày ấy, tôi tin anh Linh thật tình, và anh ấy cũng khéo léo nữa. Sở dĩ tôi dám hiến thân cho ảnh là vì ảnh đã long trọng hứa với bố mẹ tôi là ảnh muốn cưới tôi làm vợ. Mấy chuyến biệt phái sau đó, ảnh vào nhà tôi ăn ở luôn như một đứa con trai trong gia đình. Và 2 tháng sau, chúng tôi làm đám hỏi với nhau." Luật trợn mắt, thấy bàn tay mình run run. "Trời đất!" Hạnh gật đầu. "Anh nghe chưa hết đâu. Một ngày đẹp trời, ảnh đáp Ban Mê Thuột, chở theo 2 ông bà già mà ảnh nói là bố mẹ ảnh, đến gặp bố mẹ tôi để chính thức xin cưới tôi làm vợ. Gia đình chúng tôi không ai nghi ngờ gì hết. Đám bạn bè của tôi còn khen tôi là tốt số. Chỉ có mình bác tôi biết coi tướng nên bảo rằng mặt anh Linh là mặt của người đâm cha giết chú, lừa dối anh em và phản bội vợ con, không nên lấy nó. Vì câu nói ấy mà bố tôi và bác tôi giận nhau đến cả năm trời." "Rồi sao nữa?" "6 tháng sau ngày chúng tôi gặp nhau, một đám cưới lên đình đã diễn ra. Dĩ nhiên là bác tôi không đi dự." Nghe tới đó, hơi thuốc lá Luật vừa hút vào sặc ra ngoài. Luật ho lên sù sụ. Chàng nói qua cơn ho: "Thằng Linh Gà khốn nạn." Hạnh cười, giọng chua chát: "Đám cưới thật là linh đình. Bạn bè tới chúc mừng, ai cũng khen tôi tốt phước. Đám cưới xong, mẹ tính sổ, thấy tốn hết mấy trăm ngàn. Đó là gần hết số tiền bố mẹ tôi dành dụm bao nhiêu năm mới có được. Nó bần tiện đến nỗi lừa dối lấy con gái người ta mà không dám bỏ tiền ra là đám cưới à? Anh Linh bảo nhà ảnh đông con và nghèo nên không có tiền. Nhưng bố mẹ tôi đâu có chấp. Thấy con cái mình
lấy được người hiền lành tử tế, lại là phi công Việt Nam thì mừng quá rồi, tốn bao nhiêu cũng không có tiếc. Đám cưới xong, anh Linh mướn nhà cho tôi ở ngay Ban Mê Thuột. Bố mẹ tôi thấy thế thì cũng vui vì được gần con cái. Nhưng rồi, anh Linh càng ngày càng ít về nhà hơn. Có lẽ lúc ấy, ảnh đã chán tôi rồi. Một hôm, cả tháng trời không được tin tức ảnh, tôi đánh bạo đón xe đò xuống Nha Trang đi kiếm ảnh. Xuống đến đó, tôi mới biết hết mọi chuyện. Luật đưa tay ra, nắm lấy tay Hạnh, lắc đầu, nói: với tư cách là một phi công Việt Nam, tôi thành thật xin lỗi chị. Chúng tôi không phải ai cũng như thằng chó đẻ ấy hết. Hạnh đưa tay gạt nước mắt, nói tiếp: đêm đó buồn quá và thất vọng quá, tôi làm một việc rồ dại là ra bờ biển Nha Trang đi lang thang một mình. Rồi tôi ghé quán mua một xị đế, tính uống say rồi đi ra biển chầm mình chết. Nhưng uống vừa xong, chưa kịp làm gì thì một bọn du đãng đi ngang nhìn thấy tôi. Chúng nó tưởng tôi là điếm nên hè nhau bắt về khách sạn hãm hiếp. Đến đó Hạnh lại khóc, nắm chặt lấy tay Luật. Luật vỗ vỗ vào vai nàng, tìm một lời an ủi nhưng kiếm không ra. Hạnh tiếp: sáng hôm sau, thức dậy trong khách sạn, tôi biết đời mình đến đây là hết. Nhưng tôi buồn cho thân tôi thì ít, mà chỉ nghĩ đến bố mẹ tôi. Tôi lầm lỡ thì thân tôi như thế tôi cũng đành chịu thôi. Nhưng nghĩ đến bố mẹ tôi không làm gì cả mà phải bị như thế này, chắc bố tôi chết. Hơn nữa, đám cưới làm linh đình như thế, họ hàng ai cũng đến chúc mừng. Bây giờ trở về để nói rằng tôi bị lừa dối một cách ngu dốt như thế, thì làm sao gia đình tôi chịu nổi tiếng gièm pha và dị nghị của thiên hạ, chắc phải bỏ Ban Mê Thuột mà đi thôi. Tôi suy nghĩ mãi và cuối cùng quyết định trở về nhà. Nhưng lúc ấy, hình ảnh tôi tiều tụy lắm, không muốn về để bố mẹ nhìn thấy, nên tôi phải nằm lại khách sạn thêm mấy ngày để dưỡng thương. Nhưng khốn nạn một điều là bọn du đãng đã lấy hết tiền của tôi. Tôi làm gì có tiền trả tiền phòng, chỉ còn một cách thôi, đó là cách bán thân mình. Đằng nào thì thân tôi cũng chẳng còn trong sạch nữa, tôi còn gì để mất nữa mà tiếc hả anh? Tuần sau, nhờ đi khách, tôi có tiền trả tiền phòng và còn chút ít để trở về nhà, đưa cho bố mẹ tôi một ít tiền, bảo là của anh Linh gửi cho. Bố mẹ tôi mừng lắm, tôi lại bảo là anh Linh muốn tôi dọn nhà lên Nha Trang ở với ảnh. Nhà đã mướn sẵn, tôi phải đi liền vào sáng hôm sau. Bố tôi muốn đi với tôi, nhưng tôi phải dùng đủ cách mới cản được. Rồi tôi về Nha Trang, trở lại khách sạn cũ để sống và hành nghề mãi dâm. Nhưng tiền khách sạn mắc quá, chả để dành được bao nhiêu. Cho đến một hôm, tôi bị cảnh sát bắt. Nhờ một người bạn giới thiệu, tôi lên xe đò đi về đây. Và tôi ở đây đã gần 2 tháng rồi. Tôi đổi tên là Phương. Luật lắc đầu, mồi một điếu thuốc khác. Không ngờ trong khoảng thời gian không tới 2 năm mà cuộc đời chị lại dâu biển như vậy. Hạnh cười, nụ cười tươi tắn và tự nhiên đầu tiên Luật nhìn thấy kể từ khi hai người gặp nhau. Thật đấy anh, tôi nhớ mới ngày nào còn mặc áo dài xanh, ngồi trong lớp đọc thơ Kiều. Hồi đó tôi thấy tội cho Kiều quá. Nào ngờ, chỉ không tới 1 năm sau, tôi đã trở thành một nàng Kiều tân thời. Chị có về thăm nhà chưa? Hạnh lắc đầu. Không, nhưng thỉnh thoảng tôi vẫn gửi tiền về. Đó là chuyện duy nhất còn làm cho tôi hãnh diện. Lá thư cuối cùng, tôi thông báo cho bố mẹ tôi biết là anh Linh bị đổi lên Cần Thơ và tôi phải đi theo ảnh. Tôi chỉ sợ anh Linh bị phái lên Ban Mê Thuột, đi đứng lung tung, để bố mẹ tôi nhìn thấy thì chuyện của tôi hỏng bét. Nếu anh có gặp anh Linh, nhờ anh nói rằng nếu anh Linh còn chút lương tâm gì trong người
thì anh ấy đừng bao giờ lên ban mê thuột nữa. Luật chợt nhớ lại là đã khá lâu rồi, Linh Gà không còn đi biệt phái ban mê thuột. Chàng quay nhìn Hạnh và nói, thằng Linh sẽ không bao giờ dám mò lên ban mê thuột đâu, tôi dám cá với chị như thế. Sao anh dám quả quyết như thế? Luật cười, lần đầu tiên Hạnh cảm thấy sợ nụ cười của Luật. Nàng nhìn thấy một ánh lửa gì rất là lạ lùng trong đôi mắt ấy. Nó vừa quyết liệt lại vừa hung dữ lạ thường. Tôi dám hứa với chị một câu như thế. Tôi không biết anh sẽ làm được gì, nhưng dù sao thì cũng cảm ơn anh. Bây giờ thì chị tính tương lai của mình như thế nào? Hạnh nhún vai, cúi đầu nhìn xuống đất. Tôi đâu còn tương lai gì nữa anh. Cứ sống như thế cho đến một ngày nào đó, bố mẹ tôi khám phá ra con mình đã hư thân. Luật ngã người nằm xuống giường, suy nghĩ dữ dội. Đột nhiên, chàng nhớ lại những gì Trọng Gàn nói với mình ngày hôm nào. Thời đại này là thời đại của quỷ vương và người công chính sẽ bị bắt hại. Đúng thật. Nhưng một câu nói khác của Trọng Gàn bỗng trở về ám ảnh Luật. Có thứ người cao thượng sinh ra để đi xây dựng lại những gì kẻ khác đã tàn phá. Luật thầm nghĩ, thằng Linh Gà đã tàn phá cuộc đời của người thiếu nữ vô tội này. Mình có thể xây dựng lại cuộc đời cho nàng không? Nằm suy nghĩ một lúc, chàng bỗng nghĩ ra một chuyện. Luật hí hửng ngồi bật dậy, nắm vai Hạnh, hớn hở nói. Chị có muốn trở về lại ban mê thuột không? Hạnh giật mình, lắc đầu lia lịa. Không, không, về để chết à? Tôi đâu dám. Luật lắc đầu. Không phải, ngày mốt tôi sẽ ghé đây lấy tàu bay chở chị về lại ban mê thuột. Nhưng về để làm gì? Tôi đâu còn mặt mũi nào nhìn lại bố mẹ và bà con láng giềng nữa. Không, cho phép tôi cắt nghĩa, bố mẹ và hàng xóm của chị vẫn tưởng chị đi theo chồng chứ gì. Đúng thế. Thế thì chị trở về vì chồng chị đã chết. Tôi sẽ mượn chiếc xe jeep không quân của biệt đội ban mê thuột chở chị về nhà và báo tin cho bố mẹ chị biết là cố đại úy Nguyễn Văn Linh đã anh dũng hy sinh ở chiến trường, không tìm thấy xác. Tôi sẽ đại diện phi đoàn làm lễ truy điệu cho đúng lễ nghi đàng hoàng. Nghe nói thế, Hạnh từ từ hiểu ra và đưa tay lên bụng lấy miệng mình. Luật tiếp. Chị lấy thằng Linh chính thức và đàng hoàng, thì thằng Linh tự trận cũng phải chính thức và đàng hoàng. Chìa khóa của vấn đề là như vậy. Nếu mình đóng kịch khéo léo, sẽ không có ai biết hết. Thời buổi này, phi công bị chết mất xác là chuyện thường. Mọi người sẽ tưởng rằng chồng chị chết thật và chị trở về nhà ở với bố mẹ cho đến ngày lấy chồng mới. Hạnh mừng quá, không biết nói gì, hai hàng nước mắt chảy ra. Mãi một lúc sau, nàng mới rưng rưng nói được mấy câu. Đây chính là một phép lạ từ trời đem xuống cho gia đình em. Em không thể nào ngờ được có một ngày nào đó em được cứu thoát khỏi nơi này. Thật là một phép lạ. Luật nói, thật ra thì chuyện này đơn giản chứ chẳng có khó khăn gì lắm đâu. Chị là người ở trong cuộc nên tối tăm, tôi ở ngoài cuộc nên nhìn thấy nó rõ ràng hơn nên mới có ý kiến như thế. Nghĩ cho kỹ thì chuyện này cũng rất đơn giản chứ chẳng phải khó khăn gì. Nhưng suốt cả năm qua, em không hề nghĩ đến chuyện đó. Em cảm ơn anh rất nhiều. Rồi Hạnh đưa tay ra, ôm chầm lấy Luật. Luật vỗ về thân thể mảnh mai của người thiếu nữ trong tay mình. Cảm thấy lòng mình sung sướng vì đã quyết định làm một việc tốt giúp nàng. Chàng nói, và chuyện này tùy thuộc vào một yếu tố rất quan trọng là thằng Linh. Nhưng chị đừng lo, tôi nghĩ tôi có thể giải quyết chuyện đó được. Có tiếng đập cửa phòng ở bên ngoài,
và tiếng dục dã của đại úy Thạnh. Mẹ, sao mày làm gì mà lâu thế? Mày có chịu đi về không thì bảo, còn nếu mày ngủ luôn trong ấy, thì sáng mai chúng tao trở lại đón. Không, tôi ra hotel ngủ với quý vị, chờ tôi một chút. Chàng quay sang bảo với Hạnh, tối nay chị ra khách sạn ngủ với tôi, ngày mai cũng ở đó luôn, tôi trả tiền cho. Đừng bao giờ trở về chỗ này nữa. Cảm ơn anh lắm, nhưng Hạnh còn thiếu tiền của bà chủ, đi sao được. Bao nhiêu? 25.000. Tưởng bao nhiêu, chứ 25.000 thì nghĩa lý gì? Đừng lo, lát nữa tôi trả hết tiền cho bà ta rồi dắt chị đi. Chị ra lấy quần áo đi. Hạnh đứng lên. Anh tốt với tôi quá, tôi biết lấy gì để đền đáp ơn anh đây. Luật lắc đầu nói, thằng Linh là bạn tôi, nó làm bậy thì tôi phải gỡ cho nó. Chị cứ đi ra lấy đồ đi. Hạnh bước ra cửa nhưng lại quay lui, bảo, tôi hỏi anh một ân huệ này được không? Chị cứ nói. Tôi muốn anh từ này về sau đừng gọi tôi là chị nữa được không? Tôi nhỏ tuổi hơn anh, vả lại tôi và anh Linh chẳng còn gì với nhau cả. Luật phì cười, cái đó thì chắc phải từ từ. Tôi đang gọi chị là chị, giờ chuyển qua em, nó ngượng mồm quá. Hạnh cũng phì cười, nụ cười tươi tắn thứ hai mà Luật nhìn thấy. Chàng nói, chị đi lấy đồ đi, tối nay mình còn nhiều chuyện để bàn với nhau, tôi sẽ nói chuyện với bà Tú bà cho. Hạnh đi được một lúc, Luật đang xỏ đôi giày, thì mụ Tú bà xông vào phòng chàng. Chàng chưa kịp nói gì, thì mụ đã phùng mang, trợn mắt, chỉ mặt chàng, xỉa sói. Tôi nói cho ông biết, ông đừng có tưởng, ông đeo lon trung úy mà giỡn mặt được với con này. Luật kéo phạt ma tuy của chiếc giày bốt lên cao, rồi nhìn bà ta ngạc nhiên, hỏi. Tôi giỡn mặt gì với bà? Tôi nói cho ông biết, ông đừng tưởng là ông đẹp dai và đeo lon quan hai, rồi ông muốn lấy gái của tôi thì lấy, muốn làm thánh làm tướng gì thì làm. Tôi nói cho ông biết, tôi không cho con nhỏ Hạnh đi đâu hết, nó phải ở đây với tôi. Ai muốn đem con Hạnh đi đâu thì phải bước qua xác của con mẹ già này. Luật lắc đầu chán nản. Thói này đúng là thói của bọn đạo tặc Tú bà. Nhưng chàng vẫn cố gắng kiên nhẫn. Trước hết, thưa bà, tôi không đeo lon trung úy để giật gái của ai hết. Tôi có quen biết với cô Hạnh từ trước, nên muốn đưa cô ấy về lại gia đình cổ. Những số tiền mà cô Hạnh thiếu bà, tôi sẽ trả cho bà đầy đủ, không thiếu một cắc. Tôi chưa bao giờ ăn cướp hay ăn giật gì của ai cả. Xin bà đừng nói thế. Nói tới đó, Luật đưa mắt nhìn bà ta. Lần đầu tiên, mụ Tú bà nhìn thấy những ánh lửa kinh khiếp trong cặp mắt người trung úy phi công trẻ, vốn cũng là một tay từng chạy trong chốn giang hồ. Bà biết ngay rằng cặp mắt này không phải là cặp mắt của một người mà bà có thể bắt nạt được. Thế là bà đành thở dài một tiếng rồi ngồi xuống bên giường. Qua xin lỗi quan hai vì qua hơi nóng, nhưng qua tốn cả 100.000 mới đưa nó về đây được. Luật cười nhẹ không nói gì. Bà chủ động chứa nói tiếp, giọng bắt đầu sắt mé một cách mất dạy. Người ta nói lấy đĩ làm vợ, chứ không ai lấy vợ về làm đĩ. Bây giờ ông quan hai ế vợ, nếu ông muốn lấy con đĩ Phương về làm vợ thì phải chồng cho qua 200.000, không thiếu một xu. Mụ Tú bà vừa nói tới đó thì Luật đã vung tay tát vào má mụ một cái nảy lửa. Mụ bật ra sau, rú lên một tiếng, ôm má xít xoa. Bà không thể nào ngờ thằng trung úy trẻ tuổi này lại dám tát mình như thế. Mà nó mạnh thật, tát đau quá. Mụ toan chi hô lên thì Luật nhanh như cắt rút cây súng trên đầu giường ra, đẩy nòng súng thật mạnh vào mặt mụ. Mụ sợ quá, ngã người ra sau theo chiều đẩy, cả người run lên bần bật. Luật nghiến răng nói với mụ,
Bà nói ai lấy đĩ về làm vợ? Mụ Tú Bà kinh hoảng không trả lời được. Luật nói tiếp. Tôi nể bà lớn tuổi, không thì tôi giọng một cái, thì bà không còn một cái răng ăn cơm. Nhưng tôi nói cho bà biết, nếu bà còn ăn nói như thế nữa, thì tôi sẽ gõ thật. Bà biết, súng tôi bằng thép cứng lắm, chỉ gõ nhẹ một cái là bay mất hàm răng của bà. Bà có hiểu rõ những gì tôi nói không? Thưa quan nhớn, rõ ạ. Tốt, tôi lặp lại là tôi quen biết cô Phương. Đúng hơn, tên của nàng là Hạnh. Tôi muốn đem Hạnh về trả lại cho gia đình nàng. Bà có cho không thì nói. Mụ Tú Bà lắp bắp. Xin quan nhớn nới cây súng ra cho tôi ngồi lên. Luật nới lỏng họng súng, tiện tay quay tít nó mấy vòng trong tay mình. Bà Tú Bà rú lên một tiếng nhỏ và co rúm người lại. Chỉ sợ cây súng cướp cò thì tàn đời bà. Luật nói, bà ngồi xuống đi. Bà Tú Bà hoàn hồn ngồi xuống giường. Luật đứng lên, bình thản, lấy sợi dây súng đeo vào thắt lưng và nhét cây P-38 vào. Mụ Tú Bà nói, thôi thì nể lời quan nhớn, biết quan nhớn cũng là lính, cho nên tôi không muốn ép. Nếu quan nhớn muốn lấy, ý quên xin lỗi, muốn dắt em Phương đi, thì quan nhớn đưa cho tôi 100.000. Ấy là tôi chỉ tính vốn cho quan nhớn thôi đấy. Với người khác thì không được. Luật nhìn bà ta và lắc đầu, nói nhẹ. Lúc nãy, tôi tính đưa cho bà 25.000. Nhưng bây giờ, thì tôi phải phạt bà về cái tội đã dám chê tôi là ế vợ. Bà dám chê trung úy không quân ế vợ là tội nặng lắm đấy, bà biết không? Hơn nữa, tôi đẹp trai, ngon lành như thế này mà lại ế vợ sao? Em chỉ đùa với quan nhớn, em chẳng dám. Quan nhớn đẹp trai như thế thì có khối gì người mê, làm sao ế vợ được? Không, bà đùa câu lấy đĩ về làm vợ thì được ăn cái tát. Còn dám bảo là tôi ế vợ thì tôi phải phạt bà nặng hơn. Thưa, nặng hơn thế nào ạ? Là tôi sẽ dắt cô Hạnh đi mà không đưa cho bà một đồng cắc nào cả. Mụ Tú Bà giãy nảy lên. Ôi trời ơi, quan nhớn làm thế là không được. Tôi gọi Phú Lít thì quan nhớn rũ tù. Luật móc ngay cây súng ra, chĩa lên trần nhà, nổ oành một phát. Tiếng súng nổ đinh tai nhức óc, và thật bất ngờ là mụ Tú Bà ôm mặt, rú lên một tiếng kinh hoàng. Bây giờ thì mụ biết rằng thằng phi công trẻ này nó có thể làm thật chứ không dọa suông. Nghe tiếng súng nổ, mọi người trong động lao nhao, xốn xáo, tiếng chân chạy ầm ầm, tiếng gọi nhau ơi ới ở phía ngoài, nhưng không ai dám mò vào phòng của luật. Lính uống rượu say nổ súng bừa bãi là chuyện thường, chẳng có ai muốn vào đó để chết oan. Luật chĩa súng vào mặt mụ Tú Bà, nghiến răng nói. Đây, tôi vừa nổ súng đấy, coi thử có thằng Phú Lít nào dám đến đây bắt tôi không? Bà đừng có đem Phú Lít ra mà dọa thằng này. Phát thứ hai, tôi bắn vào cái mông đít của bà. Bắn thử để coi bà có dám kêu Phú Lít tới đây không? Bây giờ thì bà có thể để tôi dắt Hạnh đi hay không thì nói một tiếng. Mụ Tú Bà òa khóc lên. Em chẳng dám, quan nhớn đã dạy như thế thì em xin nghe như thế. Xin quan nhớn tha cho em đâu biết quan nhớn trẻ tuổi mà lại gồ như thế. Luật chẳng hiểu gồ là gì, nhưng ngay lúc ấy thì đại úy Thạnh đút đầu vào, hét tướng lên. Bố láo, thằng Luật, ai cho mày nổ súng như thế? Mất trật tự, vô kỷ luật, mày làm mất mặt không quân. Luật đút súng vào bao, quay lui, nói. Anh ra nói với mọi người cứ bình tĩnh, tôi đang lau súng thì bị cướp cò, không có chuyện gì xảy ra hết. Đại úy Thạnh lại nạt. Bố láo, lau súng nước mà sao súng thật lại nổ?
mày bố láo vừa chứ. Luật đang tức mà cũng phải phì cười. Khổ quá, tôi không có thời giờ cắt nghĩa. Đại úy cứ ra trấn an thiên hạ đi. Bảo đảm súng không nổ nữa đâu. Tôi hứa như thế. Đại úy Thận quay đi nhưng vẫn còn cằn nhằn. Mẹ bố, bọn phi công trẻ bây giờ thật là mất tư cách, vô giáo dục, mất kỷ luật nhà binh, làm mất mặt cả quân chủng, cả đàn ăn. Bố láo. Mẹ, tao mà biết mày như thế thì tao cứ nằm nhà ngủ cho đỡ mất mặt không quân. Lẹ lẹ đi, rồi mình còn đi.